Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếp tục chương trình kể chuyện truyện cổ Phật giáo, hôm nay mình xin kể cho các bạn nghe câu chuyện có nhan đề Người học trò bị thầy gạt được Phật độ. Xin mời các bạn đón nghe. Thuở xưa, tại thành Xá Vệ có ông Phạm Chí làm cố vấn cho nhà vua, mở trường giảng đạo Bà La Môn, thâu được một số học trò rất đông. Trong đám đệ tử của ông có chàng Ươm Quật Ma là một ngôi sao tỏ rạng, văn đã giỏi, võ cũng hay, nết na thuần túy, thêm diện mạo khôi ngô. Ai biết được Ương Phật Ma rồi cũng đều trầm trồ khen ngợi là người tài đức song toàn. Người vợ của ông Phạm Chí lại để tâm yêu thầm trộm mến đứa học trò giỏi nhất của chồng. Nhân lúc chồng đi vắng, chàng phấn son trang điểm, xạ ướp hương xong đến nhà Ương Phật Ma, đường đột vào phòng liếc mắt đưa tình, nói sổ sàng lời hoa nguyệt chay chúa, tỏ bài thái độ quyến liếm gió trăng một cách lả lơi chẳng biết ngại ngùng. Trước cử chỉ khiêu dâm, người học trò nết na thuần tí ấy không bao giờ để cho lửa tà xâm chiếm. Ương Quật Ma giữ lễ đệ tử thưa với vợ thầy rằng: thưa thím, thầy ví như cha thì thím ví như mẹ. Đệ tử thà chết chứ không dám làm điều bất chính để tiếng nhơ nhớt ngàn năm. Vợ ông Phạm Chí còn giòn giả nói thêm: hễ đói thì ăn, khát thì uống, huống nữa ta đã sẵn sàng cho thì cứ tha hồ thưởng thức cái gì gọi là bất chính. Ương Vật Ma nghiêm nghị nét mặt cự tuyệt lại rằng: kẻ ngu dốt lỡ làng, thói chim muông còn biết khổ thai, người học đạo như tôi há chẳng thẹn. Nếu không biết tôn ti thượng hạ, vả lại thím cũng như mẹ tôi đau bạo gan làm điều vô liêm sỉ. Dứt lời, Ương Quật Ma liền bước ra khỏi nhà. Vợ Phạm Chí biết người học trò của chồng mình lòng cứng như đá, không thể lai chuyển nổi, nên nàng riêu riếu ra về một nước với sự mắc cỡ chua cay. Dọc đường nàng tức giận quá mới nghĩ kế trả thù cho đã nư, nhất là cho khỏi gai mắt. Về nhà, nàng xé quần áo lấy màu, thoa mặt biến sắc, quào mình chày chụa, giả bộ đau nặng, nằm rên hì hì. Ông Phạm Chí về thấy vợ đầu bù tóc rối, quần áo rách rưới, thân thể bị vít, thêm nghe vợ kêu nhức nhối rối rít, ông hỏi tại sao mà đến nỗi như thế. Nàng đáp rằng: sớm mai này thừa lúc chàng đi vắng, Ương Vật Ma lẻn vào phòng thiếp, kéo áo nắm tay giở trò hãm hiếp, thiếp không thuận tình bị gã cưỡng bức mới ra nông nổi như vậy. Ông Phạm Chí nghe lời vợ nói thảm thiết đau thương liền tin, không cần xét lại thật giả, quyết trừng trị ngay đứa học trò mình một cách nặng nề mới vừa lòng. Ông nghĩ ra một trước để gạt Ương Quật Ma xa vào lưới pháp lực, bị án tử hình hơn là mình ra tay giết nó. Ông bèn gọi Ương Quật Ma nói ngon ngọt rằng: con đến học với thầy bấy lâu nay, nghề kiếm thực được tinh thông, theo chỗ thầy thấy thì trong đời không có ai sánh kịp. Nhưng vì thiên hạ chưa biết nên con còn mai một tên tuổi, muốn cho con mau nổi danh anh hùng, trước làm rạng rỡ tâm môn, sau làm vẻ vang thầy tổ, nên thầy ban cho con thanh kiếm này để con lập công danh trong chớp mắt. Ương Vật Ma lãnh thanh kiếm và đứng chờ thầy chỉ dạy thêm. Ông Phạm Chí bảo rằng: sáng sớm con mang gươm ra ngã tư đường cái là chỗ đông người qua lại, đón chặt lấy mỗi người một ngón tay, đến đứng trưa cho lấy cho đủ 100 ngón, xỏ sâu làm như tràng hạt mà đeo thì tự nhiên nổi danh hoàng cầu vô địch dũng sĩ.
con phải lập tức thi hành y như lời thầy đã dạy. Hăng hái mau lên con. Ươm vật ma gắng gượng mang gươm ra đi, vừa suy nghĩ sợ sệt, buồn rầu. Nếu không nghe lời thầy thì lỗi đạo làm học trò, còn vâng lời thầy thì trái với lẽ phải. Vì có ngăn ngừa 10 điều ác và rộng làm 10 việc lành mới sanh lên cõi trời, ấy mới là phải phép nhà con. Phạm Chí. Còn lung lăng giết hại trái với lương tâm, con người học đạo nở lòng nào tàn nhẫn. Mãi so hơn tính thiệt, nghĩ tới xét lui, ươm vật ma bấn loạn tâm thần. Vừa đi đến cột cây cổ thụ bên vệ đường, chàng bị say sẩm mặt mày, ngã gục ngất người bất tỉnh. Thừa cơ quỷ ác ám ảnh làm cho chàng như điên như dại, trợn mắt nghiến răng, hườm gươm vùng vụt. Lúc bấy giờ, kẻ bộ hành bốn phương vì nghiệp xua đuổi, đến bị ươm vật ma chặt đứt mỗi người một ngón tay, trong chốc lát gần đủ 100. Những kẻ mắc nạn kêu la thảm thiết, tiếng đồn thấu tai nhà vua. Các thầy tỳ kheo đi khất thực cũng rõ việc chẳng lành ấy, nên khi về tới tịnh xá liền bạch với Phật. Đức Thế Tôn nghe qua động lòng thương xót, bảo các thầy tỳ kheo rằng: các ngươi cứ ngồi yên để ta đi cứu khổ cho mọi người. Dọc đường Phật gặp bọn chăn dê và chúng dân khuyên ngài đừng vào con đường, đương có người điên rồ tàn ác giết hại không biết bao nhiêu người rồi. Nếu Đức Phật đến đó, sợ e không khỏi bị thiệt hại, mất một ngón tay. Đức Thế Tôn đáp: không sao cả, giả sử trong ba cõi đều là giặc cả, ta cũng chẳng hại gì. Huống chi chỉ có một người tàn bạo thì ta có sợ gì, chúng ngươi chớ lo ngại. Mẹ ươm vật ma thường ngày vẫn thấy con gần đến giờ ngọ là về dùng bữa, mà hôm nay sắp đứng bóng rồi sao chẳng thấy con về. Bà bèn đem cơm nước ra khỏi nhà tìm con. Đến khi đến nơi, ươm vật ma đương đếm ngón tay được 99 cái. Nó trông lên mặt trời thấy đúng ngọ mà còn thiếu một ngón tay nữa, sợ quá giờ hỏng việc. Ươm vật ma lòng đương bối rối, thọt thấy mẹ đến, không rõ là ai, giơ kiến trực chặt lấy ngón tay cho đủ số 100. Tỳ kheo có nghĩa là tu sĩ Phật giáo. Mẹ ươm vật ma thấy con có bộ tịch hung hăng, bà hoảng hốt lùi lại. Thì lúc đó Phật vừa đến kịp, thương hại cho ương vật ma thình lình bị ác quỷ ám ảnh mê muội làm việc tàn nhẫn. Nếu chặt đứt tay mẹ, phạm lấy tội ngỗ nghịch, sẽ bị trầm luân nhiều kiếp, rất tội nghiệp. Bèn hóa làm thầy Sa Môn lướt tới đứng trước mặt mẹ chàng. Gã thấy thầy Sa Môn liền hương gươm ton chém lấy ngón tay, nhưng vô hiệu quả. Nó không làm sao lại gần bên mình thầy tu ấy được, mặc dầu nó ráng hết sức chạy đến cũng không bắt kịp. Ương vật ma nghĩ rằng ta nhảy ra một cái vượt khỏi sông lớn dễ dàng như kẻ thế gian bước qua mương rãnh, còn thầy Sa Môn này đi bộ mà ta hết sức chạy theo cũng không kịp, thật là lạ. Vậy ta phải dùng phép nhiếp hồn mới được. Ương vật ma bèn nạt một tiếng thật to vang như sấm, kêu rằng: thầy Sa Môn kia, phải dừng lại. Thầy Sa Môn đáp liền: ta đứng yên đã lâu, tại ngươi cứ chạy tới cách xa ta mãi. Ương vật ma nghe nói hồi tỉnh, bèn ngâm bài kệ: thầy nói đã đứng lâu, sao tôi rượt không kịp. Thầy nói tại tôi chạy, ấy là tôi bị hiếp. Thầy xin thầy giải nghĩa dùm cho tôi hết nghi hoặc. Sa Môn có nghĩa là tu sĩ Phật giáo cũng như tỳ kheo. Thầy Sa Môn dạy rằng: chỉ mang nghe ta nói mới khỏi sai lầm. Vì người trọng vọng để cho ám vào nên không tự chủ được, muốn nổi danh anh hùng gây ra nhiều tội ác, thật là rất u mê, mong gì nên đạo nghiệp. Ta đã đứng yên lặng nên ta được giải thoát, ngươi vẫn cứ lăng xăng nên người bị khổ não. Ương vật ma nghe nói tỏ ngộ như say mê được tỉnh táo, liền ném gươm bên vệ đường quỳ mọp xuống đất lễ Phật,
bạch rằng: Lạy Đức Thế Tôn, xin dung thứ cho con là kẻ mê muội, từ đây con xin làm đệ tử Ngài, bỏ tà theo chánh, mong nhờ Đức Thế Tôn rộng lòng thương xót cứu độ con. Đức Phật biết Ương Vật Ma cơ duyên đã thuần thục, bèn nhận lời làm đệ tử, đưa về tịnh xá tại vườn ông Cấp Cô Độc. Từ đó người tu các phạm hạnh tinh tiến, chẳng bao lâu chứng đặng quả thành quả thánh. Bấy giờ vua Ba Tư Nặc kéo binh đi tìm bắt kẻ sát nhân là Ương Vật Ma. Ngài đi cùng nơi khắp chỗ mà không mà tìm không gặp. Thọt đến tịnh xá, vua Ba Tư Nặc vào đảnh lễ Phật. Đức Thế Tôn hỏi vua: Ở đâu lại đây, coi có vẻ mệt mỏi quá vậy. Vua bạch rằng: Lại Đức Thế Tôn, vì nghe quân báo có đứa nghịch tặc tên Ương Vật Ma đón đường giết hại lắm kẻ bộ hành, tôi phải đem binh tìm bắt để trừ hại cho dân lành, nên phải tuôn pha gió bụi dơ bẩn. Phật nói: Thế mà Ương Vật Ma hiện nay đã xuất gia làm tỳ kheo ở tại đây, vua có cần trị tội người nữa chăng? Vua bạch Phật rằng: Nếu người đã phát tâm xuất gia học đạo, thì chẳng những tôi không trách phạt lỗi trước, mà tôi xin hứa nguyện trọn đời tứ sự cúng dường nữa. Bạch Đức Thế Tôn: Chẳng biết Phật thế nào mà khuyến hóa được kẻ hung ác ấy vào đạo dễ dàng, và bây giờ người ấy ở đâu? Phật vừa nói vừa chỉ: Người ấy ngồi kế bên đây. Vua ngoảnh lại thấy Ương Vật Ma, mặt liền biến sắc tỏ vẻ sợ hãi. Phật an ủi rằng: Vua chớ nên sợ, người ấy nay đã hiền lành, không có tánh bạo ác như xưa đâu. Vua Ba Tư Nặc đi đến ngay trước mặt Ương Vật Ma, chắp tay và chào hỏi rằng: Thầy có phải là chỉ mang Ương Vật Ma không? Thầy tỳ kheo đáp lại rằng: Chính tôi là Ương Vật Ma. Thầy lúc còn tại gia họ là chi? Tôi Kỳ Gốc. Gốc tại sao gọi là Kỳ Gốc? Vì tôi phải lấy theo họ của cha tôi lưu truyền, thế là phải lắm. Thưa thầy, Kỳ Gốc tỳ kheo, tôi xin chọn đời cúng dường cho thầy các món cần thiết trong lúc thầy tu hành. Ương Vật Ma cảm lòng chí thành của vua nên hoan hỷ nhận lời. Vua Ba Tư Nặc cúi đầu bái chào thầy Kỳ Gốc tỳ kheo, Kỳ Gốc tỳ kheo, rồi lại trước pháp tòa khâm khen Đức Phật như vậy. Từ bi thai Đức Thế Tôn giác ngộ cho người mê muội, dắt dẫn kẻ tàn ác trở lại đường lành, xuống phước cho nước nhà, ban ân cho lê thứ, cứu độ tất cả chúng sanh thoát khỏi vòng khổ não. Vua tán thán công đức của Phật, Đức Phật, rồi liền kéo binh về hoàng cung. Bấy giờ thầy tỳ kheo Ương Vật Ma đắp áo cà sa, bưng bình bát vào thành Xá Vệ, lần lượt theo thứ lớp từ nhà xin ăn. Dọc đường thầy gặp một người đàn bà có thai gần ngày sanh, cầu xin thầy chú nguyện cho được bình an. Thầy tỳ kheo không biết chú nguyện thế nào, trở về tịnh xá. Ăn cơm xong, thầy đến trước mặt Phật bạch rằng: Lại Đức Thế Tôn, hồi sáng này con vào thành khất thực, gặp một người đàn bà có mang gần ngày sanh nở. Người ấy lo ngại thai nghén, trắc trở nghịch chiều, cầu xin con chú nguyện thế nào, nhờ Phật từ bi dạy cho con được rõ. Phật bảo rằng: Người mau trở lại an ủi người đàn bà ấy như vậy, tôi rất thành thật nói lời chắc chắn. Từ khi tôi mới sanh ra đến ngày nay, tôi chưa từng sát nhân hại vật. Vậy tôi nguyện cho bà đến lúc sanh sản được bình an vô sự. Thầy tỳ kheo Ương Vật Ma do dự bạch Phật rằng: Con đã làm điều nhiều tội ác, chém đến 99 người, lấy mất mỗi người một ngón tay, còn đâu dám nói vọng được. Phật nói việc ấy đã qua, như thuộc về đời trước, khác hẳn với đời này. Từ khi người xuất gia đến giờ chưa từng nói dối, vì thế người cứ chú nguyện như vậy cũng đủ cứu thoát ắt nạn cho người đàn bà ấy. Ương Vật Ma vâng lệnh Phật
đến nhà người đàn bà chữa, chú nguyện y như lời Phật dạy. Vừa dứt lời thì người đàn bà liền sanh được một cách dễ dàng, mẹ con được bình an. Lúc trở về tỉnh xá, giữa đường thầy tỳ kheo Ươm Vật Ma gặp lũ trẻ hung tợn ngược đãi thầy. Đứa thì lấy đá ném vào đầu, đứa dùng búa nện trên lưng, đứa lại lấy dao đâm, lấy gậy đập. Thầy bị u đầu, sể mặt, rách y, nhưng thầy vẫn coi như thường, không hề oán giận, cũng không thốt ra một lời nào than phiền. Về đến tịnh xá, ngài đảnh lễ Phật và ngâm bài kệ rằng: tôi thật là tàn ác, chỉ mang tiếng lẫy lừng, nay quy y theo Phật, học đạo dứt lòng sân. Trước khi hay sát hại, nay lại rất hiền nhân, tuy chỉ có một kiếp đã đổi xác thay hồn. Từ bi vô lượng, không gậy cũng không gươm, giáo hóa đều phục tôi, thoát khỏi vòng nhân ngã. Tấm lòng đã sáng suốt, không giận cũng không tham, không mừng cũng không sợ, không khổ cũng không vui, chỉ mang Ươm Vật Ma đã thành A-La-Hán. Ở trước Đức Như Lai kính cẩn đọc kệ này. Thực giả Thích Trường Lạc. Dứt ác làm lành, giữ tâm hồn cho trong sạch, đó là lời Phật dạy. Xin giải thích thêm, A-La-Hán là quả vị thứ tư trong tứ quả thanh văn. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Xin chào và tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong câu chuyện lần sau. Nam Mô A Di Đà Phật.